Em, chú kênh Vườn Lan Phước Hồng xin kính chào toàn thể cô chú anh chị yêu và đam mê lan trên khắp mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là phiên bán hàng ngày 21 tháng 8 năm 2022. Nhà vườn em Phương Hồng là lên chia sẻ cho các bác một số bán hàng có giống chuẩn đẹp cho các bác tham khảo và sưu tầm. Địa chỉ nhà vườn em là ở thôn Tố Gà, xã Ca Phong, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Số điện thoại cũng như số Zalo của em là 0972 197 255. Thế hôm nay là em lại lên chia sẻ cho các bác 19 đơn hàng. Bao gồm là mặt hàng 5 cánh trắng gấu trúc này, bạch tuyết, hồng á hậu, hồng minh châu, hồng xòe, thảo nguyên 2, 5 cánh trắng lâm sung, 5 cánh trắng trường sa, hồng yên thúy, khế hải phòng, bẹt pháo bay, 5 cánh trắng tình anh em, 5 cánh trắng phú thọ. Để không mất thời gian của cô chú, em xin vào đi vào chi tiết đơn hàng đầu tiên. Là đơn hàng số 1 nhé em. Là một chậu 5 cánh trắng phú thọ. Một chậu 5 cánh trắng phú thọ. Hai mầm gốc rất là đẹp quá nhé. Bán lá lỗi nhé. Các bác về làm tác phẩm chơi. Thì hình số 1 này, 5 cánh trắng phú thọ em xì cho các bác với giá là 250k. Cho các bác tham khảo và sưu tầm. Rất là đẹp các bác nhé. Em chuyển sang hình số 2 là mặt hàng 5 cánh trắng tình anh em. Thì cái hình số 2 này, một cây tình anh em rất là đẹp các bác nhé. Thì cái hình số 2 này em xì cho các bác với giá là 200k, cho các bác tham khảo và sưu tầm. Em chuyển sang hình số 3, cũng là một cây 5 cánh trắng tình anh em. Cây này nó tốt hơn các bác nhé. Cây rất là đẹp. Thì em chia sẻ cho các bác với giá là 250k, cho các bác tham khảo và sưu tầm. Và em mời các bác ngắm khuôn bông của 5 cái trắng tình yêu anh em nhé. Khuôn bông rất là đẹp các bác nhé. Em chuyển sang hình số 4 là mặt hàng bẹt pháo bay. Một cái bẹt pháo bay rất là đẹp các bác nhé. Cái cất khúc ưng tự nhiên. Cái hình số 4 này, bẹt pháo bay, em chia sẻ cho các bác với giá là 150k, cho các bác tham khảo và sưu tầm. Em chuyển sang hình số 5, cũng là một cái bẹt pháo bay. Cái cắt khúc uốn tự nhiên, rất là khỏe, rất là đẹp. Em cũng chia sẻ cho các bác với giá là 150k, cho các bác tham khảo và sưu tầm. Và em mời các bác ngắm khuôn bông, bẹt pháo bay. Khuôn bông bầu bẹt rất là đẹp các bác nhé. Em chuyển sang hình số 6 là mặt hàng lá kỳ Hải Phòng. Kỳ Hải Phòng. Kỳ rẽ rất là khuế. Bộ rẽ rất là khuế nhé. Thì cái kỳ Hải Phòng này em xin xí cho các bác với giá là 350k, cho các bác tham khảo và sưu tầm. Em chuyển sang hình số 7 là mặt hàng hồng yên thúy. Thì em chia sẻ các bác với giá là 120k cho cái hồng yên thúy này. Ghi rất là đẹp các bác nhé. Cho các bác tham khảo và sưu tầm. Em chuyển sang hình số 8, cũng là một cái hồng yên thúy. Ghi rất là đẹp các bác nhé. Em cũng chia sẻ cho các bác với giá là 120k, cho các bác tham khảo và sưu tầm. Em chuyển sang hình số 9, cũng là mặt hàng hồng yên thúy. Kỳ rất là đẹp ạ. Em cũng xin xí các bác với giá là 120k, cho các bác tham khảo và sưu tầm. Và em mời các bác ngắm khuôn bông của hồng yên thúy. Khuôn bông rất là đẹp các bác nhé. Em chuyển sang hình số 10 là mặt hàng 5 cái trắng trường sa. Kỳ 5 cái trắng trường sa rất đẹp. Đây là mầm gốc lách ra các bác nhé. Mầm gốc lách ạ. Đã thuần chậu rồi. Rất là đẹp. Thì hình số 10 này, 5 cánh trắng trường sa, em chia sẻ cho các bác với giá là 400k cho mầm gốc 5 cánh trắng trường sa này. Rất là đẹp. Và em mời các bác ngắm khuôn bông của 5 cánh trắng trường sa. Khuôn bông rất là đẹp các bác nhé. Em chuyển sang hình số 11 là một chậu 5 cánh trắng lâm sung.
Em chia sẻ chỗ này cho bác là về làm nái các bác nhé. Chậu gồm hai mầm gốc và ki trên thân và ba ki trên thân. Thì cái chậu lâm súc này em xin xí cho các bác với giá là 2.500.000 cho các bác tham khảo và sưu tầm. Em mời các bác ngắm khuôn bông năm cái trắng lâm súc, khuôn bông mũi trắng rất là đẹp. Em chuyển sang hình số 12 là mặt hàng Thảo Nguyên 2. Thì cái số 12 này em chi xí các bác với giá là 350.000 cho cái Thảo Nguyên 2 này. Em chuyển sang hình số 13 cũng là một cái Thảo Nguyên 2, em cũng chi xí cho các bác với giá là 350.000 cái Thảo Nguyên 2 này, cho các bác tham khảo và sưu tầm. Và em mời các bác ngắm khuôn bông của Thảo Nguyên 2 các bác nhé. Con bông rất là đẹp, rất là xuất sắc nhé. Em chuyển sang hình số 14 là mặt hàng hồng xòe xanh, thì một ki cắt khúc ươn tự nhiên. Em chia sẻ cho các bác với giá là 280.000 cho ki xòe xanh này. Em chuyển sang hình số 15 cũng là một ki xòe xanh. Ki này là lách trên thân mẹ xuống các bác nhé, nhưng bộ rễ của nó rất là khỏe nhé. Thì ki số 15 này em chia sẻ cho các bác với giá là 350.000 cho kỳ hồng xòe xanh này, cho các bác tham khảo và sưu tầm. Em mời các bác ngắm khuôn bông của hồng xòe xanh nhé. Em chuyển sang hình số 16 là một kỳ hồng minh châu, kỳ hồng minh châu cắt khúc ung tự nhiên thì rất là đẹp. Thì em chia sẻ cho các bác với giá là 350.000 cho các bác tham khảo và sưu tầm. Em mời các bác ngắm khuôn bông của hồng minh châu, bông rất là đẹp các bác nhé. Em chuyển sang hình số 17 là một ki hồng á hậu cắt khúc tự nhiên, ki rất là khỏe, rất là đẹp. Thì em chia sẻ cho các bác với giá là 600.000 cho các bác tham khảo và sưu tầm. Thì em mời các bác ngắm khuôn bông của hồng á hậu các bác nhé, khuôn bông rất là đẹp. Em chuyển sang hình số 18 là một ki năm cánh trắng bạch tuyết, ki cắt khúc tự nhiên, ki rất là đẹp. Thì ghi năm cái trắng bạch tuyết này em chia sẻ cho các bác với giá là 1.300.000 cho các bác tham khảo và sưu tầm. Và em mời các bác ngắm khuôn bông của năm cái trắng bạch tuyết. Em chuyển sang hình số 19 là một kỳ năm cái trắng gấu trúc, kỳ cắt khúc tự nhiên, kỳ rất là khỏe, rất là đẹp các bác nhé. Kỳ rất là đẹp. Thì hình số 19 này em chỉ sẽ cho các bác với giá là 1.500.000 cho các bác tham khảo và sưu tầm. Và em mời các bác ngắm khuôn bông của năm cánh trắng gấu trúc nhé. Khuôn bông rất là đẹp các bác nhé, khuôn bông đáng được sưu tầm ạ. Và hình số 19 cũng khép lại video ngày hôm nay. Cuối cái video cũng cho em Phương xin gửi lời chào, lời chúc tới toàn thể các bác. Chúc các bác có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Em xin chào toàn thể các bác.